Ờ, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Triều Phát. Trong video ngày hôm nay tiếp tục nên giới thiệu đến các bác một chiếc âm ly hát karaoke và nghe nhạc của hãng Pioneer. Âm ly có tên là SA-V16. Model này được sản xuất tại thị trường nội địa Nhật Bản. Đây là toàn tiếng Nhật và dùng điện 100V các bác nhé. Hàng bãi về, hình thức còn đẹp và nguyên zin. Em đã test hoạt động tốt mọi chức năng như là nghe nhạc và hát karaoke. Và các bác cũng biết đó là Beyonder thì là một thương hiệu khá nổi tiếng về chất âm và chất lượng, nên các bác có thể dùng nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều được, hai trong một. Âm đi có size chiều ngang là 42. Và chiều sâu của âm đi là 37. Không tính cái phần chiết áp nó thò ra. Và chiều cao của âm ly tính cả chân thì nó là 12 cm. Mặt trước của âm ly với thiết kế đây là cái công tắc bật nguồn này, volume to tổng này cho nhạc và hát karaoke, đây là pha lăng cân vế. Chỉnh bass và chỉnh check cho phần music. Tiếp đến là volume của music. Và đây là chế độ vang, tăng giảm chế độ vang các bác nhé. Và ba nút này nó là mic số 1, mic số 2 và mic số 3. Đó. Vang, mic 1, mic 2 và mic 3. Còn đây là hai nút gạt để tăng giọng trầm, giọng thanh cho giọng hát này. Đây là ba lỗ cắm mic, mic 1, mic 2, mic 3. Cũng khá là dễ sử dụng. Trước còn ok các bác nhé. Tiếp đến là phần nắp lưng của âm ly. Nắp lưng cũng còn khá đẹp, không bị chảy xước nhiều. Em quay qua phía sau của âm ly Pioneer có tên là SA-V16. Và ngoài đời V16 ra thì những dòng V20, V21 cũng rất là hay và có giá rất cao các bác nhé. Âm ly chạy điện 100V và có công suất là 100W. Công suất 100W nhưng mà đánh có thể đánh tốt những cặp loa bass là 25, thậm chí là 30, có công suất trên dưới 100W. Nó là dòng âm đi sản xuất ra để hát karaoke nên là đánh rất khỏe các bác nhé, khỏe hơn là những dòng âm đi nghe nhạc thông thường. AB được sản xuất tại Nhật Bản, toàn chữ Nhật ở phía sau và có số seri là 7812. Đây vẫn còn cái tem dán đây. Và thiết kế đánh một cặp loa. Đánh loa trở kháng từ 4 ohm cho đến 16 ohm. Rất dễ ghép loa.
Đây là đường tín hiệu âm thanh vào. Các bác có thể cắm vào cổng này hoặc là hai cổng ở phía dưới đây. Cắm cổng nào thì đèn nó ở phía trước nó báo cổng đó, tự động nó nhận các bác nhé. Các bác không phải chuyển kênh mà tự động nó nhận luôn. Cắm ở trên này thì có thể chỉnh volume to nhỏ ở chỗ này được này. Tăng giảm volume ở phía sau nếu như cắm ở đây. Nếu như các bác cắm ở phía dưới thì nó sẽ chỉnh volume phía trước và nút này không có tác dụng nhé. Đây là cầu chữ U. Đó, các bác có thể đấu vang hoặc là lọc xì vào bằng cổng này để nghe nhạc và hát karaoke. Bên này là cổng real. Cổng real. Bên này là đường sub điện. Các bác có sub điện, các bác cắm vào cổng này là chơi được cả sub điện nữa để tăng thêm tiếng bass. Còn những cổng này thì các bác về nghiên cứu, em chưa test cổng này nhé. Vâng, đây là phía sau, phía dưới của âm đi Pioneer SA V16 còn đẹp, bốn chân vẫn còn đầy đủ. Vâng, đây là nội thất của âm đi. Âm đi này được sử dụng bốn con sò. Sò bắt ở dưới cái tản nhiệt xương cá này các bác nhé. Tụ độc nguồn của hãng Enna. Dòng tụ cao cấp. Đây là biến áp nguồn. Vâng, em đã kiểm tra sò ở phía dưới, tất cả vẫn còn nguyên zin. Bốn con sò, mỗi con được giữ bằng một con vít. Nội thất của em đi còn nguyên zin tuyệt đối, bao zin cho các bác yên tâm. Vâng, trước tiên em test mic trước, sau đó test nhạc. Đây là volume tổng cho nhạc và hát karaoke. Này các bác phải hát thì các bác bật cao lên nhé. Đây là mic số 2 này. Đây là vang này. Vang nhiều vang ít các bác chỉnh như thế này nhé. 1 2 mic số 3. Cái này chỉnh âm trầm âm thanh cho giọng hát. Lô, 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 lô. 5 6 7 8. Alo. Mic bắt khá là tốt. Tiếng rõ và trong. Về phần hát karaoke cả ba mic vẫn hoạt động tốt các bác nhé. Tiến hành test nhạc cho các bác. Đây em đang ghép với cặp loa Nga có công suất là 100W một bên. Đánh cực kỳ tốt luôn. Và mở từ điện thoại iPhone cắm trực tiếp qua âm đi.
Vâng, âm đi Beyonder chất âm rất là hay, hoạt động tốt mọi chức năng nghe nhạc và hát karaoke. Vâng, có một cái chi tiết nhỏ mà em quên không thông báo, đây là cái nút bật nguồn đây. Cái đầu nhựa này nó hơi bị ngắn các bác nhá. Ấn vào vẫn được nhưng mà nó hơi bị ngắn thôi. Các bác có móng tay dài các bác cũng có thể ấn bật nguồn vẫn ok. Đó. Vâng, âm đi này có giá thị trường trên dưới 2 triệu đồng. Với chiếc âm đi này em sẽ bán cho các bác với giá là 1 triệu 7 các bác nhé, 1 triệu 7 giá chưa bao gồm phí ship. Và bác nào có nhu cầu thì liên hệ theo số điện thoại 0935 668 698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, xin hẹn gặp lại ở video lần sau.